À, chào tất cả các quý cô bác, các anh chị và các bạn nhá. À, hôm nay á, thì anh em chúng tôi sẽ lại bắt đầu đi nấu bánh, nhưng mà bánh hôm nay lại là bánh khác nhá, không phải bánh nét nữa, mà bánh hôm nay sẽ là bánh bằng hạt giống tăng giáp mạch, mà cái bánh đấy rất là ngon luôn. Nhưng mà hiện tại thì anh em sẽ mang đi xoay thành bột đá giá đó, bằng kia của xoay đá nữa. Mà thôi, kia góc đấy thì chú sẽ không quay cho các bạn nữa, vì là chú cũng làm nhiều nhiều cái về cái cố xoay đá rồi. Bây giờ là anh em đi xoay kia hạt giống tam giác mạch xong rồi về lại làm các bước tiếp theo cùng chú Hà Giang. Ok, mời các bạn phục. Ơi quý cô bác ơi, đây chính là kia hạt giống tam giác mạch này, các bạn xem này. Đó. Rồi cho bạn xem gần gần vào nha, rõ nét luôn. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Đây chính là hạt giống kia cây hoàn tam giác mạch này. Bạn thấy kia một cái hạt như này nó có thành một cái tam giác mạch thật đấy, thành ba. Đó. Cái nào cũng như nhau hết rồi. Này. Mà cái này nó có hạt nhá, anh em sẽ mang đi xoay thành bột đó. Rồi, mời các bạn cùng theo chân chú đi nha. À, chú vừa mới đi xoay thành bột rồi, nhưng mà hiện tại thì kia này á, kia bột bánh tăng cái bánh đây giáp mạch ấy, kia bột này nó rất là nhiều các cái vỏ màu đen đen này này. Nhưng bây giờ thì chú sẽ sẩy sẩy nó ra để lấy cái bột ngô màu trắng trắng này thôi các bạn. Ui, bay quá các bạn ạ. Cho chút chút cả sườn đồng thế này. Đây này, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, bây giờ là mình sẽ bỏ đi cái thành phần này này. Nó. Mình là vứt đi. Dùng tìm cái gì để vào đó nhá. Rồi mình bỏ mất cái vỏ này đi nha. Ui. Đây các bạn ạ. Đó, bây giờ là mình phải lắng này cho nó có cái vỏ kia này. Xem là trong này như nó vẫn vào các cái hạt đen đen. Đây các bạn xem này. Đây là đóng một đống cái kia vỏ này, vỏ của cái hạt giáp mạch này. Ồ, cái này thì mình chỉ có vứt xuống đây thôi. Cái này không ăn được rồi. Tất cả cái vỏ này là mình phải bỏ hết đi. Này. Bỏ vào đây hết. Các bạn xem này, trên trên là cái vỏ thì ở trên cái hạt thì nó rơi xuống cái này rồi. Mà nó vẫn có cái màu trắng trắng kia nữa. Đó. Cho xiết hết. Cho xiết rồi. Đó. Các bạn nhìn này. Cái hạt nó rơi từ trên xuống. Tao tao rồi. Giờ các bạn xem toàn đống này toàn là cái vỏ đây mà. Vừa đấy một cái chậu toàn đùn, bây giờ là chắc là toàn vỏ hết. Cái này vứt đi, không ăn được nữa, mình chỉ ăn cái dưới này thôi. Rồi, kia bây giờ là mình để em đổ đổ vào đây nhá. Các bạn xem nào. Cái này thì không biết là cho lợn nó ăn không nữa. Là chắc chỉ vứt đi thôi. Toàn hạt mà. Cái vỏ này mà. Rồi bây giờ là để em lấy nốt cái này lại đằng lại lần nữa. Đó, bây giờ là thành bột rồi, không phải là kia nữa. Kiểu bột mì, cái này là bột tăng giáp mạch. À.
Bạn nhìn bây giờ nó đã khác hẳn vừa rồi không? Bây giờ là nó không có cái vỏ kia nữa rồi. Chắc chắn là nó đã khác rồi. Mà vẫn còn nữa. Lạ đây ạ. Ui. Thì phát chua nào, thì phát chua thì tôi sẽ là nào. Đồ phải đồ hết sạch mới được. Đồ qua sáng cái nha. Đó, bây giờ cái này là trắng tinh, không có gì nữa. Để tiếp tục làm lại nữa. Ủa đồ ra thương. Ông đang ngồi đằng sau các bạn nhé. Ủa này con gì? Phải thổi hết cái vỏ bên ngoài đi thì mới được. Cái này làm cái này mệt lắm các bạn ơi, không phải đơn giản đâu. Nay bên kia nó hơi tối các bạn ạ, à. Các bạn thông cảm nhá. Cái bánh tam giác mạch này thì hơi khó làm lắm, nó có các cái vỏ đen xỉ, nó làm cái gì nó cũng lâu. Chưa nghĩ là chắc chỉ vẫn phải làm một lần nữa để cho nó hết sạch luôn. Chắc phải lần nữa. Đây nè. Vừa nãy các bạn thấy ở đó có kia hạt đen xì nhiều lắm. Mà cái hạt đấy vào là tí nữa cái bánh ta sẽ không ngon nữa. Cho điểm tiền đó cho nhà này là lọt vậy. Chứ tôi được nghe vậy. Này là sát nhà nó này. Này mà gì đó. Chị lo này có phải hơn một trăm một trăm. Một trăm thế này thì có anh chị có chị tao không được đấy. Giờ có mấy đứa trẻ con ấy cứ hay vào đi. Giờ lằng.
Thế chính là ôi cái bánh này chắc là chơi cho chua lửa lấy lửa à nghe lửa xe à bây giờ bụi.